Hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn có option cực kỳ đáng tiền, cực kỳ đáng nâng cấp cho dòng BMX 3G01. Đó là option camera 360 chính hãng, tất cả là original, tất cả là cắm sẵn và chính hãng 100%. Mình sẽ cùng tìm hiểu. Okay. Đầu tiên phải kể đến là cái camera gương. Camera gương thì ở đây mình sẽ sử dụng cái cam 360 thì thay thế cái cam gương này bằng cái cam 360 và thay toàn bộ phần ốp gương này bằng ốp gương xịn và có chờ sẵn, không phải khoét chế đục đẽo gì cả. Đây là cái cam gương ở bên lái đó. Với cái phần đầu xe thì ở đây nó đã chờ sẵn cái cam 360 và mình đã khoét nó ra và mình lắp cái cam 360 ở đây. Để khi mà mình lắp cái cam này thì là mình trong cái bộ cam của mình có giá đỡ luôn, nó lắp vào là vừa khít luôn với khung xe đó, rất là thẩm mỹ, cực kỳ là đẹp. Đây là camera phía trước của xe. Tương tự như là ở bên lái thì bên phụ cũng được thay thế ốp gương và camera xịn chính hãng, cực kỳ là thẩm mỹ. Đó, hoàn toàn là zin và đẹp luôn. Cho BM đúng với cái bản full option của BM bản cao. Ở về phần camera hậu thì cái cam hậu phía đằng sau này mình đã thay thế cái cam này bằng cái cam lùi zin và cái cam 360 góc quay rộng tương thích với cái bộ cam 360 để cho cái hình ảnh nó cực kỳ đẹp, cực kỳ sắc nét. Cái cam zin của mình thì tạm thời là phải nhấc ra bởi vì nó không tương thích với cái bộ cam 360 theo cái xe mặt full của xe này. Với cái phần công tắc điều khiển ấy, thì là đây là cái phím bấm zin của xe BMX 3G01 thì chỉ có hai nút bấm chức năng ở đây là cái nút lùi chuồng tự động và cái nút lưng hạ gầm. Thì bản thân cái khi mà mình nâng cấp cam 360 thì ở đây nó sẽ có một cái công tắc gọi là công tắc bật tắt camera. Khi mình ấn nút ở đây thì mình sẽ điều khiển được các cái vị trí, thay đổi được các cái vị trí của camera ở trên này. Đó. Đây chính là cái giao diện của camera 360 sau khi mình nâng cấp. Cam này thì rất là thông minh bởi vì là có thể điều chuyển xoay nhìn ở các góc luôn, nhìn ở các góc của xe cũng như là nhìn toàn cảnh cái hệ thống camera cực kỳ là thông minh. Đúng nghĩa là cam 360 3D, surround view 3D. Mình có thể nhìn được các góc của camera theo thời gian thực. Ở đây là xe đang đậu tại BM Shop và mình có thể xoay và nhìn thấy tất cả các góc của camera một cách toàn cảnh. Đối với một số dòng xe BMX 3 G01, G02 nhập về Việt Nam thì thường, hoặc là 520 G30 nhập về Việt Nam thì bị cắt bớt option này. Chỉ có những bản full mới nhập về thì mình hoàn toàn có thể nâng cấp. Phải nói là option này là cực kỳ tiện khi mà mình đi trong phố, đi những cái đoạn đường đông người. Và một cái điều mà anh em thắc mắc nữa là khi nâng cấp cái này thì có mất cái tính năng lùi chuồng tự động không? Thì mình trả lời là không mất bất kỳ một tính năng nào ở trên xe, mà mình khi mình nâng cấp mình chỉ thêm option, thêm tính năng thôi. Đối với những anh em lái mới, những anh em thường xuyên đi vào nhà mà chật hẹp thì thực sự là đáng nâng cấp cái option này. Đó. Không lên chơi cam tàu, không nên chơi cam ngoài, mà mình lên chơi cam chính hãng. Toàn bộ hệ thống chỉ có cắm jack thôi và rất là nguyên bản, rất là xịn. Đó. Đúng là đồ xịn thì luôn luôn là tốt. Đây là mình show các góc cho anh em xem. Anh em nào mà có nhu cầu thì vui lòng liên hệ với BM Shop để tư vấn chi tiết hơn về hệ thống camera cũng như là những hệ thống nâng cấp khác chính hãng cho BM. Cảm ơn anh em đã theo dõi video.